khô bò, khô gà, heo khô, trái tỏi, khô mực, trâu gác bếp là những món ngon đặc sản của Việt Nam khiến những người đi xa đều nhớ về, các du khách đều muốn mua làm quà. Tuy nhiên để bảo quản các sản phẩm này thì không hề đơn giản. Các sản phẩm này có hàm lượng protein giá trị dinh dưỡng cao và môi trường oxy chính là môi trường lý tưởng cho các vi sinh vật, nấm men, nấm mốc phát triển làm hư hỏng sản phẩm nhanh chóng. Đặc biệt là trong nấm mốc có thể xuất hiện độc tố aflatoxin, là một tác nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư quái ác. Để bảo vệ các sản phẩm này mà không dùng hóa chất bảo quản thực phẩm có hại, thì phương án tối ưu nhất chính là sử dụng gói siêu chống mốc Sunrise của công ty Hansan Việt Nam. Đây là sản phẩm đặc biệt lần đầu được nghiên cứu thành công bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ công ty Hansan Việt Nam. Gói siêu chống mốc Sunrise của Hansan Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Malaysia, cùng với việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý sản xuất an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, đáp ứng mọi tiêu chí xuất khẩu đến các thị trường khó tính nhất. Hãy liên lạc với Hansan Việt Nam hotline 0901701702 để biết thêm về giải pháp chống mốc ở thực phẩm đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh Hansan Việt Nam để có thể nhận thêm nhiều video hữu ích khác.